Hôm nay Thủy sẽ chia sẻ các bạn nấu món cơm gà cà ri của Thái Lan nhé. Bây giờ mình sẽ vo gạo thật sạch. Bỏ gạo vào nồi rồi mình sẽ bỏ thêm cờ no và trộn vào gạo các bạn nhé. Mình sẽ bỏ gà vào, nửa con gà mình đã xào qua, đun qua. Cái nước sốt còn lại thì mình sẽ đổ vào luôn nhé các bạn. Bây giờ thì đổ nước vào vừa phải thôi, không cần đổ nhiều quá. Nếu đổ nhiều quá sẽ làm cho bị cơm bị chuyện các bạn nhé. Nên như là bỏ ít cơm thôi. Và tiếp theo mình sẽ bỏ thêm nhụy hoa tinh. Thì mình sẽ bỏ khoảng vào 15 sợi thôi các bạn nhé. 15 sợi nhụy hoa thôi ạ. Đấy, bây giờ là đã hoàn thành cái bước để mà chuẩn bị cắm cơm rồi ạ. Thì các bạn đã đào như thế để cho nó có màu ấy. Trong cái nhụy hoa tinh nghĩ rất nhiều vitamin và dưỡng chất dành cho da. Bây giờ là mình đã nấu hoàn thiện nồi cơm rồi, đã về số 0 thì mình sẽ bật ra và xem nhé. Wow! Đây, khi mình đã xơi cơm ra đĩa và chuẩn bị trang trí và chuẩn bị cho ra bàn cho cả gia đình cùng thưởng thức thì cơm nó sẽ như thế này các bạn ạ. Đấy, một đùi gà ở bên trên và cơm thì ở bên dưới, và có kèm theo đó là dưa chuột cả nhà nhé. Rất là hấp dẫn luôn ạ. Mami mới đây thăm nắm sọt nè, cô ạ. Mami คิดว่าข้าวมันพอดีแล้วก็เลยไม่ได้ทำ อร่อยจริงไหมคะ wow. เดี๋ยวเชียวโตเชียวขมโหลล้วนได้กันอย่า ยินกันต้องที่ไหนทุกที่เป็นหวายละเลินแล้วtừ thứ hai đến thứ sáu anh sẽ đi làm và sẽ buổi trưa sẽ về ăn cơm với mẹ con, xong rồi 1 giờ anh sẽ đi làm tiếp. Bây giờ hiện tại là 12:15. Thơm lắm cả nhà, thơm cực luôn. Mấy thèng nó, sao mấy khá? Mình như này nhá, đấy. Rồi, mời cả nhà nhá. Ông xà mình ăn thì bảo rất là ngon. Rất là ngon lắm. Còn vợ thì bắt đầu mời ăn sau để xem là cũng như nào. Ngon, béo. Cơm gà ri, cơm nấu với gà, rồi cà ri và nhụy hoa tây nghệ. Bác chiên sườn léo có loại mấy khá. Ông xã mình đã ăn hiện tại là xong nhá, cả nhà nhá. Anh ăn xong trước, anh sẽ đi làm. Thấy chưa? Rất là ngon luôn. Có loại mấy khá? Có loại. Bà bảo ngon. Ngon. Ngon lắm. Cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn. Bye bye. Phải dạy cho chồng nói nhiều tiếng Việt thêm một tí để mà giao tiếp với mọi người hơn. Nó cực luôn á. Cái món này này ở Thái Lan nổi tiếng lắm. Cái món này tên ở Thái Lan là gọi là khao măn cày. Rất là nổi tiếng ở Thái Lan. Nếu ai mà đi Thái Lan thì nhớ ăn cái món này nhé. Cái món này mình cũng
mình học được từ người Hoa của khi mình làm việc ở bên Thái Lan á. Video của mình thì vừa sử dụng cả tiếng Anh, cả tiếng Việt và tiếng Thái rất là nhiều. Vì khi nói chuyện với chồng á thì anh còn sử dụng cả tiếng Thái nữa, nên là vợ chồng mình nói chuyện tiếng Thái rất là nhiều nhé. Ô, mami im. À, bà mami im. No quá rồi. Thôi mình không thể ăn được nữa đâu. Chào cả nhà nhé. Cả nhà như xe kênh chia sẻ kênh, đăng ký kênh và để lại những cái bình luận ở bên dưới kênh giúp Thủy với nhá. Sau này kênh ổn định hơn thì mình sẽ ra những cái sản phẩm hay hơn, sản xuất những cái video hay hơn, hài hước hơn, sẽ có đầy đủ các nội dung mà Thủy biết được, sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người. Ok nhá, xin chào cả nhà nhá, bye bye.